Dạ em tên Trần Hữu Tài à. Hôm nay 24 tuổi à. 25 tuổi à. Sao 24 mà lên 25? Lộn gì tại em luôn. Sinh năm nhiêu? Dạ 94 à. 94, 25 rồi, sắp 26 dạ. luôn rồi. Dạ. Nhà ở đâu? Tài nhà ở đâu? Dạ quê em ở Bạc Liêu à. Ờ, hiện tại giờ đang ở đâu? Hiện tại em đang là ở Bình Dương à. Làm công việc gì ở Bình Dương Tài? Dạ em thợ cắt tóc. Hèn chi nãy giờ nãy tôi thấy tóc lạ rồi. Tôi thấy tóc mua đen là tôi biết thợ cắt tóc rồi. Dạ em chuyên bên Nam à. Cắt uống vũ nhuộm. Dạ. Ủa Nam có uống tóc không? Dạ có à. Uống máy đồ á ha. Dạ. Cắt uống vũ nhuộm luôn. Dạ em là thợ chính. Ờ, thợ chính được mấy năm rồi? Dạ được 1 năm rưỡi rồi. À rồi em ở đó luôn hả? Em ở đó với gia đình? Dạ em về gia đình à. Ở làm em với gia đình em cũng gần à. À thì gia đình em lên trên Bình Dương luôn rồi. Dạ. À, Bình Dương là ở đoạn nào? Dạ khúc Tân Nguyên, xã Tân Vĩnh Hiệp à. Nhà đông anh chị em không? Dạ có 2 anh em à. Em là lớn còn em gái út à. Rồi mời em gái giới thiệu chào nào. Chương trình, chào chị Cát Tường và chào bạn nam bên kia. Em tên là Ngọc Dầu ạ. Năm nay em 27 tuổi. Quê quán của em là ở Bình Định chị. Và nghề nghiệp của em là kế toán tại Bình Dương ạ. Bình Dương ở khúc nào, gần chỗ nhà bạn trai không? Em ở Thủ Dầu Một nhưng mà em làm ở Tân Nguyên luôn ạ. Sao nghe bạn gái lớn hơn mình 2 tuổi có vấn đề gì không? Dạ không ạ. Người ta nói cái lớn 2 gì trai lớn 1 đó. Dạ đúng rồi. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì Tài? Dạ điểm mạnh của em là biết nấu ăn, phụ giúp trong gia đình. Hoa này em tự cắm. Trời ơi, thiệt luôn hả? Trời ơi, con trai biết nấu ăn, biết cắm hoa, làm việc trong gia đình, làm nghề tóc. Sao nó có cái gì nó ngộ ta? Không có ngộ chị à. Em bình thường chị à. Bình thường? Dạ. Em biết chị nói ngộ gì không mà em nói em bình thường? Chị nói em cũng hiểu được chút rồi. Hiểu chút hả? Có ai nói gì không? Có ai đặt nghi vấn gì ở em không? Dạ chị sắp đặt nghi vấn rồi, em nói trước à. Kiểu mà ai sắp đặt nghi vấn em nói trước. Dạ. Thích bạn gái không? Dạ thích à. Có người nào thích con trai không? Dạ không à. Ví dụ tiệm em phục vụ mấy bạn trai vô cắt tóc, có bạn nào đẹp trai quá cái em mê không? Dạ không à. Chứ ví dụ chị mà thấy gái đẹp là chị cũng mê ấy nha. Dạ không. Không mê trai, em chỉ mê gái thôi. Em chỉ mê gái thôi. Dạ. Khuyết điểm em là gì? Em mà giận lên thì em ít nói lắm. Chứ em làm gì? Nào em đúng á thì em không nói, nào em sai thì em tự động xin lỗi. Đúng không nói, sai xin lỗi vậy cũng được, biết xin lỗi là được rồi. Dạ. Còn bên đây điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ điểm mạnh của em là nấu ăn khá là ngon ạ. Và đặc biệt là em sống tình cảm ạ. Luôn luôn quan tâm đến gia đình và đặc biệt là yêu con nít ạ. Rồi, điểm yếu? Mặc dù em là con gái nhưng mà có sở thích hơi lạ. Đó là em thích cắn nhéo và đánh người. Cái gì vậy? Cắn nhéo và đánh, đánh người. Dạ đúng rồi. Là thường em cắn nhéo với em đánh ai? Em gái và mẹ và mấy bạn đồng nghiệp trong công ty ạ. Có đánh bạn đồng nghiệp trong công ty dạ, nữa? Dạ có. Có khi nào bị đánh lại không? Dạ không. Có ai phản kháng lại em chưa? Dạ chưa ạ. Ngoài sở thích đó ra còn sở thích gì đặc biệt nữa không? Em thích chơi thể thao, đặc biệt là đá banh chị. Thích đá banh nữa? Dạ đúng xài rồi. Xài quá xài luôn. Bên đây con trai thích cắm hoa, làm việc nhà. Con gái thì thích cắn nhéo, đánh đập, đá banh. Rồi cặp đôi này ngộ nha. Mới mốt mình về rồi coi như là chiều chiều em đi đá banh, anh ở nhà cắm hoa, dọn dẹp nhà cửa. Được không cưng? Được không? Dạ được. Vui ha. Có quan ngại gì không? Cắn nhéo đánh. Dạ không sao chị. Tại em to mà không sao đâu. Cái gì to? Người em to bự à, em phải nói rõ sao? Nha. Phải nói cho rõ. Rồi trong tình trường thì như thế nào? Em trải qua mấy mối tình rồi? 2 mối rưỡi chị. 2 mối rưỡi hả? Dạ. Dạ cái đó lửng lửng á chị. Không phải tình bạn, không phải tình bạn, tình yêu, không phải tình yêu. Nó nằm ở lưng chừng. Cái rưỡi đó kéo dài được bao lâu? Dạ em mới kết thúc hồi năm rồi chị. Năm mấy, tới giờ em cắt đứt liên lạc luôn chị. Sao cắt đứt? Lý do tại sao không tới được nguyên mà nó cứ rưỡi là do em hay do bạn đó? Cái nói mình tỏ tình thì cứ như kiểu được bạn thân ấy, cứ đùa đùa vậy chị. Và bạn đó cũng im luôn? Dạ im luôn. Sắp lấy chồng rồi chị à? Em không phải gu của người ta rồi. Dạ đúng rồi. Thì trước đó 2 mối tình kia thì sao? Có cái gì vậy? Tại sao thì chia tay? Một mối tình dưới quê lúc mẹ mới đi làm á, em làm nhiều quá nên là không có thời gian liên lạc nên là ghét nhạt đầu mình chia tay. Còn mối tình thứ hai là bạn gái ở Kiên Giang, trước làm thì 2 đứa quen xong rồi người đó về quê xong tình cảm xa quá đầu bị nhạt đi. Đúng rồi, bây giờ gần nè, đừng có để nhạt nữa nha. Dạ. Tập trung vô chuyên môn nha. Dạ. Rồi thế còn em tình trường sao nè? Dạ em chưa trải qua một mối tình chính thức nào chị. Chưa trải qua mối tình nào hết? Dạ đúng rồi. Từ hồi đi học tới giờ luôn á? Dạ đúng rồi. Lý do sao vậy?
Trước khi mà em muốn nhận lời của một bạn nào đó thì em có tự vẽ ra một cái quãng đường rất là dài trên một cái trang giấy chị, là ví dụ người đó có tốt hay không, người đó có đối xử với gia đình mình tốt hay không, hoặc là người đó có chung thủy hay không. Suy nghĩ quá nên là em không có đồng ý. Cho nên thôi bây giờ mình phải rút kinh nghiệm. Dạ đúng rồi. Suy nghĩ gì cho nhiều vậy? Cuộc sống nó ngắn ngủi, đời nó vô thường lắm, đâu ai biết được ngày mai như thế nào. Dạ. Hôm nay tình yêu tới, mình cảm thấy vui, mình cảm thấy đối tượng này được, happy thì mình đón nhận đi. Dạ. Để mình có một mảnh tình dắt dai với người ta. 27 tuổi rồi. Dạ đúng rồi. Nha không cưng? Dạ, ba mẹ là hối hoài luôn. Ba mẹ hối ba hoài. Mẹ ngày nào cũng hối. Và chị nói là chị gái á, chị nói là thử yêu đi. Yêu đúng vui rồi. Lắm. Yêu vui lắm thiệt. Hẹn hò rồi nhớ nhung rồi cũng có gây gỗ rồi chia tay đồ, phải có nước mắt, nụ cười nó mới là cuộc đời đúng không em? Dạ đúng rồi. Sao em dụ bạn này yêu được cho chị nha? Dạ. Được không? Dạ được. Tự tin không? Dạ tự tin rồi. Rồi. Mẫu người lý tưởng của em sao? Cao trên 1m67 trở lên chị. Chuẩn. Vui vẻ hòa đồng giống em luôn. Chuẩn luôn. Chín chắn và luôn luôn đưa ra quyết định của mình. Có chứng kiến. Nhưng mà bây giờ thí dụ bạn trai nhỏ em 2 tuổi thì em có quan ngại gì không? Dạ không. Miễn là chín chắn là dạ, được. Công rồi, việc ổn định là ok. Dạ. Đúng không? Lần này vẽ trang giấy ngắn ngắn thôi, đừng có vẽ dài quá nha không? Dạ. Vài điểm thôi. À, cao mét trên 1m67 ha, ok. Dạ. Thật thà yêu thương mình, chăm sóc mình, đủ rồi. Còn em, mỗi người bạn gái của em là người như thế nào? Người đó phải chung thủy. Em không cần việc nhà phải đảm đang. Đó em lo được, tại em làm tại nhà được mà. Ừ. Đây, em tìm đi. Anh đó thì có trong ba anh này nè. À, em đeo cái hình này cho chị coi coi. Em thích gu sao lại em kiếm trong chổng á. Đây, đơn giản thôi. À, ai đâu, ai đâu? Em nghĩ này. Anh đó, anh đó. Lý do tại sao em chọn anh đó? Tại vì em thấy cao. Là em thích cao đúng không? Dạ đúng rồi. Em thích cái anh này. Dạ. Chắc chưa? Chắc. Chắc nha, giữ nguyên hiện trường đó, lát nữa tôi gả. Tại sao em chọn cô đó? Tại vì thấy ít cười, chắc chắn là sẽ nghiêm. Ít nói là phải nghiêm liền. À, ít nói là chụp hình phải nghiêm. Dạ. Bây giờ Tường sẽ mở cửa trái tim ra cho hai bạn xem cảm nhận đầu tiên của mình ngày hôm nay có đúng hay không nha. Dạ. Sai bị phạt nha. Dạ. 1, 2, 3. Bạn gái đó đúng không em? Dạ đúng. Bây giờ bạn trai tính sao đây? Cổ là ai biết không? Rồi bây giờ tính sao đây? Bây giờ trước tiên ga lăng trước đây nè, bó hoa mình tự cắm nè. Trời cao quá, quá đúng cao. Rồi. Thôi em cảm ơn. Đó. Anh tự cắm đó nha. Dạ, em nha. Cảm ơn. Cái này là có một cuốn sổ. Mong anh những công việc hàng ngày thì mình có những cái gì quan trọng cần nốt thì mình cứ nốt vào. Và đặc biệt là anh nốt vào ngày kỷ niệm ngày hôm nay. Nếu mà sau này hai đứa mình có đến được với nhau á thì em lấy cuốn sổ này để nhận quà kỷ niệm. Trời ơi. Đòi quà. Đòi quà rồi, ngồi xuống đi hai bạn. Cao dữ vậy, cao mét mấy? Dạ em cao 1m86 à. 1m86. Wow. Ăn gì mà cao dữ vậy? Dạ, em biết đó, nhà em ai cũng cao hết. Bây giờ nãy ảnh đoán sai em rồi. Dạ. Giờ phạt ảnh gì đây, em muốn phạt gì? Thục dầu 5 cái. Thục dầu 5 cái này cổ nói chị không có nói nha. Mời em thục dầu 5 cái tội đoán sai. Rồi cái tướng cao thục dầu dễ cưng. Không, thục dầu thiệt đúng không chị ạ? À? Ủa chứ không lẽ giả? Chương trình này không có cái gì giả hết trơn á. Thục dầu đâu chị ạ? À? Đó, đứng trước đứng đó đó. Đây luôn ừ đúng chị. Rồi. Đây năm người quá ngại lắm. Không, không ngại anh. Đâu nói ngại. Chung mình cứ tự tin bản thân mình là được. Đúng rồi. Okay. Ở đây đúng không chị ạ? À? Đúng rồi. Rồi thục sao rồi đó vậy, em chưa có biết thục dầu. Rồi đó chỉ đứng bảng thôi à. Bấm hai tay xuống. Bấm hai tay gì đúng không? Rồi anh thục dầu xuống đi. Rồi ngồi xuống đứng lên thôi đúng không? Dạ, đúng rồi. 1, 2. Đứng cao lên. Đứng lên da. 4, 5. Rồi. Trời ơi. Giang gian được giang gian chị. Giang vừa phải thôi. Đứng lên chủ yếu cho người ta nhìn cái body mình nó đẹp, hiểu không? Rồi, được rồi, vô ngồi ghế đi. Đó, tâm sự với nhau đi. Lần đầu tiên khi mở cửa trái tim này ra thì cái cảm nhận đầu tiên của hai bạn dành cho nhau là gì? Xinh gái hơn, em nãy em chọn sai. Nãy em chọn sai, em chọn mặt buồn phải không? Dạ. Mà mặt người ta tươi hơn. Dạ. Lần đầu gặp mặt thì em ấn tượng nhất là cặp chân mày của anh. Chân mày rậm quá hả? Dạ đúng rồi, rất là rậm. Anh thì ấn tượng em có một cái hở rất đẹp.
Hồi xưa thì em hai cái á, nhưng mà hiện tại thì chỉ còn một cái thôi. Trời ạ. Tại vì người ta kêu là đang khởi nhiều quá không có xinh. Rồi nhổ luôn rồi. Dạ đúng rồi. Nếu mà anh với em quen nhau, hợp nhau, em xác định chừng nào mình cưới nhau? Ít nhất là 6 tháng. Vậy là xác định là mình sẽ giữ liên lạc tới 6 tháng. Và 6 tháng và qua năm tới đó, thì qua năm tới anh em sẽ lấy nhau. Em có xác định như vậy chưa? Nói chung là một khi em đã lên chương trình này rồi thì em có xác định rồi. Qua năm tới anh sẽ mở tiệm riêng và anh làm. Thì anh xác định sẽ cưới em. Dạ. Xác định cưới em này luôn á hả? Chắc cứu luôn hả? Chắc cứu. Mới mở cửa để tiêm ra là xác định qua năm là cưới em này luôn. Tại nãy mình đã nói xác định mà xác định rồi em cũng phải xác định lại. Thì xác định là có nghĩa là xác định là hôm nay đến đây là quyết chí là tìm một cái người mà yêu nhau mà hợp là sẽ lấy. Dạ. Nhưng mà còn bây giờ mới gặp chưa biết hợp hay không mà cưới luôn. Bữa nay mình hẹn hò hoặc mình tìm hiểu rồi mình thấy không hợp rồi sao cưới? Dạ hợp nha. Sao biết hợp? Trong cuộc sống mà đã qua sinh ra để hợp nhau rồi. Mình phải nhường nhịn nhau mới hợp nhau. Đây là một suy nghĩ rất là hay, khó có chàng trai nào nghĩ như vậy nha. Em thấy sao? Một chàng trai nhỏ hơn mình 2 tuổi có một suy nghĩ như vậy em thấy như thế nào? Chị lại hơi bất ngờ đó. Em thấy suy nghĩ của bạn rất là chín chắn. Nói chung là đủ lý do là được. Em chỉ cần lý do thôi. Không phải là lý do mà là lúc mà anh mà nói cưới em thì em chỉ cần muốn nói câu chấp nhận là được rồi. Nhưng mà cho người ta biết lý do, cho người ta đủ lý do để người ta chấp nhận. Dạ. 6 tháng không có dài cũng không có ngắn. Dạ đúng rồi. Vừa đủ để em cho người ta một cái lý do. Dạ, rồi bây giờ chị Tường sẽ cho hai bạn một ít thời gian để hai bạn cùng dùng cơm trưa với nhau, cho nhau những lý do. Từ bây giờ 6 tháng nhanh lắm. Một chút xíu chị Tường quay lại là phải đủ lý do nha. Dạ cảm ơn chị. Ok tự tin lên. Em có một câu hỏi là anh quan điểm như thế nào là con trai có nên chủ động trong tình yêu hay không? Con trai nên chủ động. Tất cả thì mình phải chủ động nhưng mà tùy theo lý do. Em là em không ít khi chủ động trong tình yêu. Em người rất là thụ động. Nên là em muốn là con trai chủ động hơn rất là nhiều. Đúng rồi, con trai lúc nào cũng phải, đàn ông mà lúc nào cũng phải chủ động hết. Dạ. Nếu mà một người con trai biết nhậu, em có thể cho phép được không? Dạ được, nói chung là nhậu để giao tiếp là được. Nói chung là không bê tha là được. Tại vì em cũng biết nhậu mà. Vậy mới mốt đi khỏi đi nhậu ở ngoài hay để về nhà nhậu được rồi. Chung là mai mốt thì ăn uống gì thì tự nấu ăn, tự hai đứa đều là biết nấu ăn hết. Nên là cùng nhau nấu ăn sẽ vui hơn rất nhiều. Đúng rồi. Dạ. Cùng làm thì sẽ hạnh phúc hơn. Dạ đúng rồi. Nữa, nếu mà nữa mình lấy nhau á thì anh có thể là về Bình Định về thăm ba mẹ ngoại. Đến lái nhau mới về hả anh? Không. Nếu mà được á thì Tết em về xong rồi cái qua Tết anh với em về lại lần hai. Dạ rồi. Dạ được. Anh có phải tiếp người lãng mạn không anh? Anh rất lãng mạn. Anh có thường tặng quà cho phụ nữ không ạ? Không, ít với người anh thương thôi. Anh nghĩ á cái ấm áp nhất là bữa cơm gia đình. Anh thích ăn cơm gia đình hơn. Đó là món quà vô giá. Dạ đúng. Nãy giờ thấy có tí lý do nào chưa? Cũng có thôi chị. Cũng có hả? Trời ơi, tín hiệu vui, tín hiệu vui. Chị thì cũng nghĩ như vậy. Cái bữa cơm gia đình ở đây á là nó mang hiểu rộng hơn. Có nghĩa là có một cái sum họp, đúng không? Sum họp ngồi với nhau, cha mẹ, vợ chồng, con cái ngồi nói chuyện. Lâu lâu mình ra không trong bếp thì mình ra ngoài sân. Lâu lâu mình cũng có thể cùng nhau đi du lịch đâu đó. Nhưng mà ý là mình ăn cơm cùng nhau, gọi là bữa cơm gia đình. Chứ cũng phải nhất thiết một năm 365 ngày, ngày nào cũng phải vô bếp nấu nướng, không phải vậy. Có nghĩa là làm gì làm phải dành cái thời gian cho gia đình. Đúng không? Dạ đúng rồi. Đó. Rồi, bây giờ mình mỗi bạn sẽ bóc một lá. Bạn nam bóc trước để đọc lớn lên. Em mong bạn gái đi 5 vòng để chứng minh mình khỏe mạnh. Trời ơi, hồi nãy hết đất 5 cái. Bây giờ ẩm hoặc bồng bạn gái đi 5 vòng để chứng minh mình khỏe mạnh. Ẩm rớt là cổ nhéo đó. Rồi qua đi. Ta bận áo đầm đó, ẩm sao cho khéo thiệt khéo nha. Ẩm sao? Đúng rồi, ẩm vậy là đúng rồi đó. Đúng luôn. 5 vòng đi cưng. Cái gì mà ư? Một vòng. Rồi, một vòng được rồi chứ. Hai vòng, ổng đòi ổng đi hết cái nhà hàng này đó. Gồng lên chưa, mỏi chưa? Thôi, hai vòng được rồi chị. Ba vòng.
Xỉu chưa? Tại vì em làm nhẹ quen rồi, làm nặng lại mệt lắm. Chị rất em chị. Nhéo vô cho chị. Đúng không? Vòng. Đúng rồi chị ơi. Thì qua tới đây vô ghế đi mới nằm. Rồi bây giờ nhéo ảnh một cái coi nè. Thở hổn hển kìa. Nhéo vậy đó hả? Đâu đau đâu chị, nhẹ mà. Đánh đâu, đánh coi. Đánh sao? Cũng nhẹ mà. Chịu được mà. Chịu được mà. Chịu được hả? Nhéo hoài luôn á. Có nhớ nhớ cả đời hả chị? Nhớ cả đời. Thở quá, về ngồi thở đi, về ngồi thở để xỉu à. Tại tối em đâu có ngủ đâu. Sao vậy? Hơi hộp quá. Tối không có ngủ luôn. Dạ. Mà sau khi ẵm bạn gái có sự va chạm nhẹ 5 vòng thì cảm nhận trong người em như thế nào? Mệt thì có mệt, nhưng mà ấm. Mệt thì có mệt mà ấm, cái đó là nóng luôn, phải ấm. Có rung động không? Có xúc động gì không? Dạ có. Điện có chuyển chạy qua rần rần gì không? Máu chạy nhanh hơn như thường. Máu chạy nhanh hả? Tôi không hiểu cảm giác máu chạy nhanh này, ước gì giờ có ai ẵm tôi luôn nè. Rồi mời em gái. Gái trắng dữ nha, bạn gái thì da trắng, bạn trai thì mắt đẹp, lông mi rậm rịch. Bạn quan điểm thế nào về việc yêu nhau là phải trao hết cho nhau? Em đồng ý với cái nghĩa sáng hơn, còn cái nghĩa bóng thì em không có đồng ý. Trao hết tình cảm rồi cho nhau thì được. Còn nếu mà ví dụ vấn đề về sống thử hay gì đó thì em không có đồng ý. Có nghĩa là phải đi dành tới đám cưới. Dạ đúng rồi. Đôi kia 6 tháng mà. 6 tháng. Đúng không? 6 tháng chứ, cây qua rồi. Phải nuôi dưỡng tình yêu chứ, phải cho người ta lý do. Vì em sẽ cho lý và do. Và phải tôn trọng cái suy nghĩ của bạn gái. Dạ đúng rồi. Mà đúng em, không? Em thắc mắc nếu mà mình đi chơi mình thấy nắm tay được không trời? Thì hỏi đi. Em, anh có thể đi nắm tay em đi chơi được không? Nói chung là được. Nắm tay được. Dạ. Hôn nhau cũng được, đó là những cảm xúc chân thật là được hết. Ông lo xa quá được hết á. Chỉ có cái chuyện mà ngủ chung là không có được thôi. Là ngủ chung là tới đêm tân hôn mới được ngủ chung. Được không? Dạ được ạ. Đó, vậy được không em? Bây giờ á, hai người nhìn nhau 30 giây và nói cho nhau nghe hiện tại cảm xúc trong lòng mình như thế nào trước khi đưa ra quyết định là có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Em suy nghĩ gì về anh? Kêu ông nói, ông hỏi người ta. Kêu anh nói mà, anh nói đi, anh nói trước về em đi. Anh thấy tính cách anh với em hợp thì anh sẽ bấm nút. Anh sẽ bấm nút đó. Còn em? 5 giây nữa sẽ biết biết kết quả. Anh chỉ mong em mở lòng cho anh thôi. Dạ. Nói ít quá, cho bạn một cơ hội nữa, hát tỏ tình. Bảy nô lệ tình yêu nha. Nô lệ tình yêu. Vâng. Rồi mời em. Có lẽ ông trời đã cho mình quen biết nhau. Có lẽ ông trời muốn ta phải yêu mến nhau. Nếu muốn mai này em được hạnh phúc ấm, em chỉ cần một cách em phải bằng lòng yêu anh. Hát rồi hả? Dạ. Bài gì lạ quá, tôi còn chưa nghe luôn. Nghe ông hát còn thấy lạ lắm. Hồi Việt Trung rồi chị. Hồi Việt Trung ta đâu có hát vậy. Tại em run quá, em có đủ hơi à. À được rồi, thật ra là hai bạn rất là dễ thương. Rồi mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Một cặp rất đẹp đôi, trò chuyện rất hợp, nhưng liệu họ có bấm nút với nhau hay không? 1 2 3 Hết thời gian. Sao tụi đếm mới có 2 là bấm rồi hả? Rủ bấm vậy không hợp lệ sao? Tụi này em gấp quá chị. Em sợ bấm, em sợ bấm trễ quá. Mới có 2 rồi trễ gì? Em thích cái gì nó nhanh. Chậm mà nó chắc, nhanh rồi nó có chắc không? Chắc chị à. Nhanh vẫn chắc. Chị tạm tin em lần này nha. Cố gắng lên nha. Dạ. Cho người ta đủ lý do, 6 tháng sau báo tin vui cho chương trình. Dạ. Đồng ý không? Dạ đồng ý. Bây giờ nắm tay nhau nè. Chị giới thiệu lại với em một lần nữa, người bạn gái của em là chưa có một mối tình nào. Dạ. Em phải trân trọng điều đó. Dạ. Hai em hãy tặng nhau một nụ hôn đầu tiên, nhân ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Dạ, đúng rồi. Dạ. Tóc. Trời gì né. Hôn nhau mà né. Mốt lấy nhau coi lại cái đoạn này đó. Trời ơi, vô chưa? Đã chưa à? Chưa được. Bị né rồi chị. Bị à? Né là chưa có tính. Thầm lại. Được chưa? Dạ được rồi ạ. Cảm chào mọi người. Dạ, xin chào chị và chào mọi người. Em tên là Nguyễn Văn Viên. Em sinh năm 1990, ngày 2 tháng 10, 1990. Nhưng mà tuổi thật thì 1989, do ngày xưa là ba ông 20 tuổi á, thấy nhỏ con.
Thì nhà em thì đang ở Đồng Nai. Thì em đang sinh sống tại ở trọ tại quận 1. Em ở một mình. Em đang làm việc tại trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp thì hiện tại là tại vì làm ở trường đại học thì nó cũng có nhiều vị trí, nên là em chuyên công việc chính là chuyên viên, còn công việc phụ thì em làm giảng viên và em cũng đang học thêm học nghiên cứu sinh ở trường. Dạ. Dạ, em chuyên viên là em làm ở phòng đảm bảo chất lượng phát triển chương trình. Còn giảng viên thì em giảng ở khoa kinh tế. Dạ. Khoa kinh tế luôn. Dạ đúng rồi. Dạ vì hồi xưa em học là em học kinh tế. Còn đại học thì em học ở Bách khoa. Dạ đúng rồi. Dạ, dạ đúng rồi, Nguyễn Văn Viên. Dạ. Dạ. Em nghĩ là ngoại hình cũng không phải ok lắm đâu. Tại vì tại vì chị thấy vậy thôi, nhưng mà cái đối phương á thì cái đó em không biết. Nhưng mà thường thì đúng rồi, thì cái gu của mỗi người mà chị. Thì tại vì chị cũng biết rồi, tình cảm thì nó hai người mỗi cái hình tượng. Hai cái hình tượng nó khớp với nhau thì nó mới đến được. Nhưng mà thường thì em không có, tức là thoải mái với đội bạn nữ. Nói chung là bạn nữ thì em thực sự yêu cầu thì cũng chỉ là biết cư xử, biết sống, biết giống như kính trên nhường dưới và biết yêu lao động là được rồi. Còn tuy nhiên thì các bạn nữ hiện nay thì họ cái gu của họ như thế nào, cái hình mẫu của họ như thế nào thì em không rành. Nhưng mà chắc có lẽ là dạ đúng rồi. Thì trường thì 30.000 sinh viên thì nhiều lắm chị, nữ nhiều lắm. Nhưng mà thật sự em đi dạy thì tại tính em thì cái giờ nào việc nấy, nên là cũng không có thả thính trong việc làm dạy học. Dạ cái đó thì chắc cũng khó lắm, tại vì dạ em không đẹp trai chị thiệt. Dạ. Em phải thừa nhận là vậy, nói chung là mình nhìn đúng chứ. Dạ. Dạ đúng rồi, em thì em ốm. Dạ thước vóc thì nó. Dạ. Tại cũng hạn chế về mặt thời gian đó chị. Dạ, em nói về cái điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Dạ, điểm mạnh của em thì nói chung là thứ nhất là cũng rất là chịu khó, thứ hai là trung thực, thật thà, thứ ba là nói chung là trong tình cảm và trong nói chung là trong đời sống hàng ngày thì rất là nhiệt tình hỗ trợ mọi người. Thì đó là điểm mạnh, còn điểm yếu thì có lẽ đến chính là được cái ngoại hình thôi. Nhưng mà tuy nhiên thì cái đó cũng là cái gu của mọi người thì cái đó cũng không biết sao. Dạ. Mình có cái tật xấu gì không riêng? Em nghĩ em cũng không có biết em có tật xấu gì. Dạ, em nghĩ em không có tật xấu gì. Dạ, hát thì hát karaoke thôi chứ cũng không thuộc lời đâu. Dạ. Hát mấy câu được không? Giờ hát thử mấy câu. Thật sự em cũng không nhớ câu nào đâu chị. Lên sân khấu là phải thể hiện hát rồi. Chắc đến lúc đó em sẽ chuẩn bị, nhưng mà dạ. Nhưng mà em ok. Trong đây là cái gì là hai mối tình nè. Dạ, đúng rồi. Dạ thì mối tình đầu tiên là em quen năm 2017. Đến năm 2018 thì khoảng 1 năm rưỡi. Thì đó là bạn cùng với làm chung công ty. Thì cũng chung là cũng thương nhau. Nhưng mà tuy nhiên là đến cái cũng về nhà bạn rồi đó. Bạn cũng về nhà em, nói chung là em quen thì xác định quen là cưới. Nên thành ra là rất là nghiêm túc. Tuy nhiên thì bạn nữ lúc đó bạn cũng còn hơi trẻ. Lúc đó bạn mới có 24, 25 tuổi thôi. Thành ra là bạn chưa có, nói chung là bạn cũng nó lúc nóng lúc lạnh đó chị, thôi nói chung nó đại vậy đi. Nên là thành ra thôi em cũng thấy khó quá, mình cũng muốn đến mà người ta thôi. Cái mối tình thứ hai thì nó sâu đậm hơn, nhưng mà thời gian của nó ngắn hơn, nó khoảng 8 tháng thôi. Thì em quen khoảng tháng 9 năm 2019, tháng 5 năm 2020 á. Thì bạn nữ là tại vì nói chung là thương nhau lắm, mà cố mai tỏ tình với ai, nhưng thấy cần thì đến thôi. Quen nhau cũng qua mạng xã hội ấy. Bạn nữ thì cái bên đạo công giáo, em cũng đi học đạo rồi. Em học xong giáo lý hôn nhân và nửa khóa giáo lý dự tòng. Tuy nhiên thì trong quá trình học thì thực sự là hai bên gia đình em không ngăn cản. Gia đình bạn nữ cũng rất là thích em. Em cũng đến thăm gia đình nhiều lần. Tuy nhiên là bạn nữ thì có một cái là bạn cũng còn trẻ quá. Lúc đó bạn mới 25 tuổi thôi. Thành ra là bà chị biết rồi, vấn đề tôn giáo thì nó rất là phức tạp. Thành ra là dạ đúng rồi, nhưng mà người ta mình nghĩ xa hơn chị. Mình thì mình nghĩ xa hơn, lúc đó em cũng 30 rồi, hơn rồi. Em nghĩ xa hơn, sau này nó có những cái xích mích trong tôn giáo á. Nó rất là, mà chủ yếu là đến từ phía người kia, người ta yêu cầu, mình đáp ứng không được thì nó. Dạ.
Dạ, hai bên cũng xác nhận là dừng lại. Là từ đó thì bao lâu rồi? Sau dạ, từ đó là tháng 5 20 đến giờ là hơn 2 năm á chị. Dạ. Thì trong 2 năm thì thực sự em cũng cố gắng, chứ không phải là em cũng cố gắng tìm kiếm rồi theo đuổi nói chung, nhưng mà nó cũng khó quá. Một phần nữa là do cái yếu tố công việc nữa, cũng không có nhiều thời gian để mà... Thực sự em cũng rất là chăm chút, chứ không phải là không chăm chút đâu. Tại vì... Cái này là bộ đồ để mình đi làm ngày, đúng không? Dạ. Dạ, thì thật sự em rất là dễ thích nghi. Bạn nữ kiểu sao em cũng chịu được. Bạn thích kiểu trẻ trung thì em cũng trẻ trung. Nói chung là em không có ngại thay đổi. Nhưng mà dĩ nhiên em làm ở trường đại học thì em phải mặc đồ như vậy. Dạ thì như lúc nãy em có nói đó, thì bạn nữ thì thứ nhất là về ngoại hình thì nói chung là con gái thì dễ nhìn là được rồi, chiều cao thì cứ 1m50 trở lên, dĩ nhiên là thấp hơn chút em chút xíu cho nó cân xứng, nhỏ nhắn vậy thôi. Về tính cách thì nói chung bạn biết cư xử là được, biết sống với những người xung quanh, gia đình, rồi biết yêu lao động là được. Dạ thì về tuổi tác thì em nghĩ là nhỏ hơn em thì sẽ phù hợp hơn. Dạ. Dạ được, ok, dạ được. Dạ được chị. Mấy cái đó em không quan trọng được chị. Vùng miền, ngôn ngữ hay là tôn giáo gì đó không quan trọng. Em nghĩ rằng là bạn gái thì nói chung là tinh tế là được, hiểu bạn trai là được. Hiểu mình có thật sự muốn quen, muốn tìm hiểu, chia sẻ với nhau. Hai người chia sẻ, ví dụ như em thích không thích cái đó, em thích cái đó, thì em sẽ tự động em sẽ điều chỉnh cho nó phù hợp. Tại vì mình thương người ta mà chị, thì mình sẽ biết cách để mà mình nhưng mà dĩ nhiên là phải có cái tín hiệu nha. Chứ bây giờ mà không nói gì hết trơn, không nói rằng gì hết trơn, mình chủ động chứ, mình sẽ cố gắng mình tìm hiểu. Nhưng mà bây giờ người ta cũng phải mở cửa cho mình chút. Chứ bây giờ đóng kín mít thì khổ lắm. Mà rồi lúc mình nhiệt tình muốn đến đó, thì mình làm trò này trò kia đó, không thích cái lại không có thiện cảm. Dạ. Dạ em. Dạ không, nhà em không cần làm dâu, tại vì nhà em ở Đồng Nai mà em xác định em làm ở Sài Gòn nên là không cần làm dâu. Mà ba má em cũng không quan trọng chuyện làm dâu. Dạ. Dạ thật kỳ, rất là dễ. Em nói có yêu cầu gì đâu. Dạ rồi, ok, em sẽ... Thì biên tập sẽ làm việc và trao đổi thêm với mình. Dạ. Để xây dựng thêm một số cái nội dung cho nó thú vị hơn. Dạ, ha. Dạ. Ok, rồi. Chị Nam hỏi gì không? Ok, cảm ơn chị. Dạ, rồi, em cảm ơn. Dạ, em cảm ơn chị. Dạ, mọi người. Cô Trang thấy con chú. Ủa, cô Trang ở đâu? À, chị ơi. À, rồi, lấy đi em. Cô Trang không biết cái gì vậy? Ok, mời anh lên. Dạ chị. Trời ơi. Em tên Phạm Bình An. Em đến thành phố Hồ Chí Minh quận 3. Anh có điểm mạnh điểm yếu như thế nào? Dạ, điểm mạnh của em là nhẹ hòa đồng. Dạ, giao tiếp tốt. Còn cái điểm yếu của em là em quên. Ở trong đây là thấy là anh là quê ở đâu? Dạ, ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Làm với cha là cụ thể là mình làm cái gì ạ? Dạ thì như phương lội ra chị, phương lội ra một tấn thứ vậy đó. Em làm ở nhà cho ba má em. À, làm cho ba má hả? Dạ. Rồi, chủ vừa ve cha cái gì? Dạ, dạ. Rồi, hôm nay đi là có con gái đi cùng hay là sao? Dạ, con gái. À, là mình đã từng lập gia đình rồi. Dạ. Rồi chia sẻ về cái cuộc hôn nhân đó đi. Dạ, thì vợ em cũng mất rồi chị. Dạ, mất được 9 năm rồi. Giờ em cũng đang sống nhà luôn vậy rồi. Còn em? Là hồi đó mà mình kết hôn năm nào? Em đó cũng không nhớ nữa. À. Tại đó em không có làm giấy kết hôn. À. Chỉ giờ về nhà cũng sống nhà với nhau thôi. Là có một bé gái thì thôi. Dạ. À, là vợ là bị cái gì mất? Dạ, bị não. Lao não. Bị lao não hả? Dạ. Ồ.
từ đó tới giờ mất là cũng 9 năm rồi. Dạ. Là mình chỉ nuôi con thôi, mình có tìm hiểu ai khác không? Dạ không. Không tìm hiểu ai khác luôn. Rồi sao biết tới chương trình mà tham gia? Dạ em coi chương trình này nó hay quá. Em định là đăng ký. Rồi trong đây thấy là giao tiếp tốt, rồi ca hát này kia các thứ nào, thể hiện thử đi anh Bình An.